niềm vui hay nỗi buồn. Một trong hai kịch bản nói trên chắc chắn sẽ xảy ra cuối tuần này. Quảng Nam hoặc Dược Nam Hà Nam Định sẽ phải nói lời chia tay với sân chơi V-League sau khi vòng đấu cuối cùng của nhóm B khép lại. Kết quả này phản ánh đúng những gì mà hai đội đã thể hiện ở mùa giải này, nhất là với Quảng Nam, những người mà chỉ 3 năm trước đã tạo nên cơn địa chấn với chức vô địch lịch sử ở V-League 2017. Bước vào mùa giải năm nay, chất lượng đội hình dù có suy giảm đôi chút, nhưng với những con người đang sở hữu, đáng lẽ Quảng Nam hoàn toàn có thể làm tốt hơn thời điểm hiện tại. Sẽ có ý kiến cho rằng, việc Huy Hùng nghỉ thi đấu quá lâu vì chấn thương, Đinh Thành Trung đã có tuổi, ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của Quảng Nam. Nhưng đừng quên, đội bóng này vẫn còn đó Phạm Văn Cường, Huỳnh Tấn Sinh, Anh Hùng, Đinh Viết Tú, Hồng Sơn, Hà Minh Tuấn, Ibokebe hay Rodrigo. Đó đều là những cái tên có chất lượng khá tốt nếu so với mặt bằng chung của giải đấu. Thậm chí, xét ở góc độ cá nhân, chất lượng đội hình của Quảng Nam có phần vượt trội so với những đội bóng xếp trên họ như Dược Nam Hà Nam Định hay Hải Phòng. Thế nên, việc Quảng Nam rơi vào hoàn cảnh bi đát như bây giờ thực sự đáng tiếc. Sau chiến thắng 2-1 trước RB Đà Nẵng mới đây, nhiều cổ động viên xứ Quảng tin rằng giá như huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đến sớm hơn thì số phận đội bóng này đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Nhưng khi một người liệu cơm gắp mắm giỏi như ông Công chỉ còn biết phó mặc số phận đội bóng cho ông trời, chúng ta càng có thêm lý do để tiếc nuối nếu như cái tên Quảng Nam không xuất hiện ở V-League 2021. Hai chiến thắng liên tiếp trong hai vòng đấu gần nhất mang lại chút tia sáng mong manh cho đội chủ sân Tam Kỳ. Dẫu không có quyền tự quyết, nhưng Quảng Nam vẫn có thể chờ đợi ông trời giải cứu. Tinh thần, tư tưởng của Đinh Thanh Trung và các đồng đội có thể giãn ra đôi chút khi họ biết rằng mình chưa chính thức bị gạch tên khỏi cuộc chơi. Ít nhất khi tiếng còi kết thúc ở trận đấu trên sân Lạch Tray vang lên, Quảng Nam cần phải giành chiến thắng trước Hải Phòng. Đó là nhiệm vụ bắt buộc. Dù điều này chưa chắc mang đến thành quả cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, đơn giản vì ông trời, theo cách nói của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, rất có thể là Sông Lam Nghệ An. Việc đội bóng xứ Nghệ thi đấu ra sao trước Dược Nam Hà Nam Định đóng một nửa vai trò cho giấc mơ về cuộc đào thoát ngoạn ngục của Quảng Nam. Nói về Dược Nam Hà Nam Định, đội bóng này gần như tự bắn vào chân mình sau một loạt trận thua khó hiểu thời gian qua. Đến lúc này, không ít cổ động viên Thành Nam đã nghĩ tới một kịch bản tồi tệ sau khi chứng kiến thất bại 2-3 của đội nhà trước Hải Phòng. Một trận thua không đáng có ngay trên sân Thiên Trường trong ngày mà đáng lẽ đội chủ nhà có thể làm tốt hơn. Nhưng cái đáng nói ở đây là việc tinh thần của Dược Nam Hà Nam Định đang có dấu hiệu đi xuống với những vấn đề phát sinh, mâu thuẫn trong câu lạc bộ. Đây là vấn đề mà huấn luyện viên Phạm Hồng Phú cần phải lưu tâm, bởi đội bóng Thành Nam vẫn chưa an toàn tuyệt đối. Sông Lam Nghệ An là đối thủ cuối cùng của Dược Nam Hà Nam Định tại V-League năm nay. Về lý thuyết, đội bóng xứ Nghệ đã chủ hạng từ sớm nên trận đấu này có thể không quá phức tạp với Dược Nam Hà Nam Định. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ những trận đấu gần đây của Sông Lam Nghệ An, cảm giác đội bóng này không hoàn toàn bị phân tâm ngay cả khi không còn mục tiêu. Chiến thắng phút cuối trước Hải Phòng hay việc giành một điểm trên sân Thanh Hóa trong khoảng thời gian bù giờ phần nào cho thấy các cầu thủ xứ Nghệ vẫn đang còn rất nhiệt. Bên cạnh đó, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An hẳn cũng rất muốn dành tặng cho khán giả nhà một màn trình diễn ấn tượng. Thực tế, Dược Nam Hà Nam Định thường chơi không tốt trong các chuyến xa nhà nên cũng khó mà nói đội bóng Thành Nam sẽ có một trận đấu nhàn hạ. Tất nhiên, xét toàn diện thì Dược Nam Hà Nam Định vẫn nắm nhiều ưu thế hơn so với Quảng Nam. Ít nhất là thầy trò huấn luyện viên Phạm Hồng Phú vẫn còn nắm trong tay quyền tự quyết cùng hiệu số hơn 4 bàn so với đối thủ. Chỉ cần không thua hoặc tái lập kết quả hòa không đều trên sân Vinh ở V-League 2019, Dược Nam Hà Nam Định gần như cầm chắc tấm vé chủ hạng, nhất là trong bối cảnh Quảng Nam khó mà thắng đậm Hải Phòng. Nhưng nếu mọi chuyện đổ vỡ, ban lãnh đạo Dược Nam Hà Nam Định nên tự trách mình hơn là tiếp tục lao vào những cuộc tranh cãi không hồi kết trên truyền thông. Trong bóng đá, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Ở góc độ trung lập, bất cứ một sự chia tay nào vào lúc này cũng mang đến chút tiếc nuối cho người hâm mộ. Câu chuyện cổ tích của Quảng Nam hay những khán đài rực lửa trên sân Thiên Trường là những ấn tượng không thể nào phai trong dòng chảy của bóng đá Việt Nam. Nhưng cuộc chơi là vậy, có thắng, có thua, niềm vui hay nỗi buồn, ngọt ngào hay cay đắng, nụ cười hay giọt nước mắt rơi, đâu là khoảnh khắc chờ đợi Quảng Nam và Dược Nam Hà Nam Định sau 90 phút cuối cùng của V-League 2020.